Lâm Trâm khuy sổ da. Ở cái sản phẩm Lâm Trâm này, bộ sản phẩm này thường được sử dụng làm cái sổ, quyển sổ da hay là tất cả những cái quyển sổ thông thường. Thì khi chúng ta sử dụng cái quyển sổ thì có cái đóng lắp mở bằng Lâm Trâm ấy, thì đây là cái bộ sản phẩm để sản xuất ra cái sản phẩm như vậy. Ở đây là hai cái sản phẩm, hai bên sẽ một bên lắp cho hai mặt của cái quyển sổ đấy, thì là một bên đây, hai bên sẽ hít vào để giữ cái quyển sổ lại, thì nó hít rất là chắc. Trong này cái này là có cái Lâm Trâm là sẽ nó hít lại như này đấy. Sản phẩm này thường được sử dụng để làm cái quyển sổ tay Lâm Trâm, sổ da hay là tất cả những cái dạng sổ, và còn thường được sử dụng làm túi sách nữa. Túi sách có những cái ngăn nắp đóng mở thì sẽ sử dụng những cái dạng như thế này. Ở đây thì cái sản phẩm này của bên em là có cái kích thước là D14, đường kính của nó là 14 mm. Cái này là đường kính 14 mm, và còn có một cái kích thước sản phẩm nó bộ lớn hơn nữa, thì có kích thước đường kính D18. Thì đây là cái đường kính D18 lớn hơn để sử dụng cho những cái quyển sổ hay là những cái túi sách lớn hơn. Nó sẽ hít mạnh hơn, chắc chắn hơn. Ở đây một bộ cái sản phẩm của cái khuy sổ da này thì nó sẽ có hai cái phần này, và có một cái phần để lắp đặt ở bên trong túi, bên trong túi để cố định giữ lại. Đây, cái này sẽ lắp ở bên trong đây, và xong khóa cái phần này lại. Em cũng không nhớ đây, nó cũng rất là đơn giản thôi. Nhưng mà hút rất là chắc chắn để đảm bảo cho. Nếu các bác có nhu cầu sử dụng đến cái sản phẩm mà khuy sổ da này sản xuất những cái quyển sổ sổ tay, sổ da hay là những cái túi sách, thì các bác có thể liên hệ đến bên em. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi.